nhà đất chợ Củ Chi. Kính chào bà con, cô bác, anh chị. Thì hôm nay hiện tại là mình có mặt ở ấp 2, thuộc về là xã Phước Vĩnh An, địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay là chuẩn bị mình giới thiệu bà con anh chị là một mảnh đất, tổng cái diện tích là 150m, đất ở là 120m ha. Mặt tiền đường nhựa. Thì cái lô này là dân cư là ở đông đúc nha anh chị mình. Mình sẽ quay toàn cảnh cụ thể tổng quan khu vực này để anh chị mình tham khảo về đường đi lối bước nha. Trước màn ảnh bà con chị, đây là một cái quán cà phê cốc vỉa hè. Ngay chỗ này là vị trí là ngõ tư nha anh chị mình. Đường thông tứ hướng nha. Đường này là xe 5 chỗ, 7 chỗ, 12 chỗ, xe đổ đất 5 khối di chuyển Vivo ha. Đây. Và cái hướng ngược lại đây nè. Anh chị mình chạy đây nè. Cách đâu đó là 200m là ra ở đường số loại, quẹo trái biệt danh là ngõ tư 7E, quẹo mặt vô ấp 1 ha, ngõ 31. Bước qua nữa là đường tỉnh lộ 8 về công viên nước đồ luôn nha anh chị. Đây. Thì cái hướng này á là bà con anh chị mình di chuyển là cũng thông trong xóm đồ luôn ha. Thông ra ở đường tỉnh lộ 2. Mật độ dân cư ở đây tập trung khá là đông. Đường thông tứ hướng và dân tứ xứ cũng có ở đây nha anh chị. Đường này là điện 1 pha, 3 pha, hệ thống là đèn chiếu sáng công cộng khắp tuyến đường này nha. Đây, đường thông thương và cái hướng ngược lại đây nè. Là anh chị mình chạy hướng này cũng ra đường tỉnh lộ 2 về ngõ tư Bù Đá, biệt danh chợ sáng Tân Phú Trung ha. Đây, quay toàn cảnh nha. Và cái hướng ngược lại đây nè. Từ ngay ngõ tư này, bà con anh chị mình chạy cái hướng này nè. Cỡ tầm 300m thì nó cũng sẽ đụng là đường Nguyễn Thị Lắng ha. Ra đường Nguyễn Thị Lắng là đường đi tứ lung tung nha anh chị. Ở đây nhà hàng xóm nè. Khu vực này là nhà lầu biệt thự, mình thấy khá là đông à. Thì đầu clip mình cũng xin thông báo giá bán về lô đất này. 1.560.000.000 sẽ còn thương lượng. Anh chị mà nghe cái giá mà thấy mà vừa mắt ưng bụng, phù hợp với tài chính túi tiền, có nhu cầu thật sự thì liên hệ qua số điện thoại là 0909 511 029 ha. Mình sẽ tư vấn cặn kẽ cụ thể hơn, mình gửi sổ sách trước để anh chị mình tham khảo. Đây, nói về nhà đất thế mạnh là đã có thổ cư nha anh chị mình. Đây, khu vực này đã mã mồ không có ha. Quay toàn cảnh khu vực này, đường này đã có hệ thống là đèn chiếu sáng công cộng, điện 1 pha và 3 pha. Đây, nhà cấp 4 mái thái nha. Đường thông thương nha bà con anh chị. Đường này nó cũng bọc dòng ra chợ sáng Tân Phú Trung, ra ủy ban Tân Phú Trung ha. Đây. Dân cư mà ở đây anh chị thấy mật độ dân cư á, hai bên đường thì mình thấy tập trung là khá đông rồi. Khỏi bàn, khỏi suy nghĩ về lô đất này nha anh chị mình. Bên ta mặt này tiệm tập quá ha. Mình sẽ quay toàn cảnh ở đây. Ở đây làm là chỉ rõ đường đi, thông tin là chính xác ha. Anh chị thích mảnh này lên xem thực tế cụ thể rõ ràng coi như thế nào ra sao, có vừa mắt ưng bụng hay không ha. Thì hiện tại là mình đang có mặt ở trước ngay vị trí bất động sản mảnh đất. Thì cái mảnh đất này á là ở mặt tiền, bên tay trái sẽ đổ qua bên tay mặt là 5m, hậu là đúng 30. Diện tích 150m², pháp lý sổ hồng riêng, đất ở 120m. Còn lại thì đất trồng cây hàng năm khác, lô đất so là bằng mặt tiền đường, pháp lý sổ hồng riêng, công chứng trong ngày. Xin nhắc lại cái giá bán lô đất này 1.560.000.000 sẽ còn thương lượng. Đây, trong đất hiện trạng có trồng cây sả nè, chuối nè, đu đủ ha, trồng lan.
quay toàn cảnh nha, khu vực này bao anh chị nha, đã không tủ lạnh ơi quên, không có mã mồ nha anh chị. Bên kia đường ha, nhà hàng xóm nè, nóc thái, đất là hướng Tây Bắc ha nha anh chị mình. Ranh rắp rõ ràng, đường thông tứ hướng. Mình xin nhắc lại một lần nữa, lô này tọa lạc thuộc là ấp 2, xã Phước Vĩnh An, địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Bên đây nhà hàng xóm nha bà con anh chị, dân cư ở là chị mình khỏi bàn, khỏi suy nghĩ. Ở đây là chỉ rõ đường đi, thông tin chính xác ha. Chứ không phải nói là quay ở Củ Chi hay chỉ đâu Bình Chánh, Bình Chánh chỉ về Long An, sau đó Tân Mỹ ha. Thì thường lệ thường ngày mình cũng nói là điểm nhấn nói về nhà đất là xã Bình Mỹ nha anh chị mình. Xã Tân Hạnh Đông, xã Tân Phú Trung, ăn thua bà con anh chị mình sở thích xã nào, đường đi lối bước. Cái thứ nhất là phù hợp với tài chánh ha. Đây, cái view này ở sau là tiếp giáp nhà hàng xóm nè. Thì mình xin nhắc lại về cái lô đất, cái view ở sau mình đang râm á, là bên tay trái nha bà con anh chị, sẽ đổ qua bên tay mặt là 5m, hậu 30, và tổng cái diện tích cái lô này 150m, pháp lý sổ hồng riêng, đất ở 120m, còn lại đất trồng cây hàng năm khác, đất ranh rắp rõ ràng, đất bằng phẳng, dân cư ở bao phủ kính mít lô đất này nha. Xin công khai giá bán lại 1.560.000.000, đã còn thương lượng. Anh chị có nhu cầu quan tâm ngỡ ý về cái lô đất này, cái thứ nhất là mua để làm của sau này cho con cháu, ok ha. Lô này là để anh chị mình sở hữu làm nhà, là để là buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ đa ngành, hoặc là bán đồ điện gia dụng, điểm tâm ăn sáng, mở làm tiệm tóc đồ ha. Đây, từ ngay vị trí bất động sản cách ủy ban xã Phước Vĩnh An 2 cây rưỡi, cách chợ Vực Kèo đâu đó là khoảng 3 cây rưỡi, cách trung tâm thị trấn Củ Chi, bến xe Củ Chi là 7 cây rưỡi, và cách ở cổng chào Tây Ninh là 24 cây, và cách thành phố Hồ Chí Minh cầu vượt An Sương tầm là 17 cây, cách tuyến đường tỉnh lộ 15 ngã tư Tân Quy đến lô đất này mắc là 8 cây rưỡi ha. Suốt thời gian qua anh chị mình đồng hành ủng hộ đăng ký kênh nhà đất chợ Củ Chi, mình rất xin chân thành cảm ơn bà con anh chị rất nhiều. Mình sẽ quay tổng thể toàn cảnh lại để anh chị mình tham khảo về lô đất này coi như thế nào ra sao á. Lô đất này đường xá thông thương nha anh chị mình, cách trường học cấp 1, cấp 2, bách hóa xanh, ủy ban, bán kính là 3 cây rưỡi ha. Đây, anh chị nào có nhà đất Củ Chi có nhu cầu ký gửi thì liên hệ ha. Đây, nhà lầu biệt thự ha. Thì đến đây tạm dừng cái đoạn video này. Xin chào và hẹn gặp lại bà con anh chị đã quan tâm theo dõi những clip kế tiếp.